Thưa quý vị và các bạn, soi mình bên dòng thạch hãn trong xanh, hiền hòa, thị xã Quảng Trị ngày càng vươn mình phát triển. Ý tưởng về xây dựng một đô thị xanh bên dòng sông đỏ, đô thị hòa bình từng bước được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Quảng Trị hiện thực hóa bằng các nghị quyết, chủ trương, giải pháp cụ thể, thiết thực. Cách đây 50 năm, ông Đào Chí Thành, chiến sĩ thuộc Đại đội 14, Trung đoàn 95, Sư đoàn 325, cùng với hơn 3.500 sinh viên Hà Nội khác, xếp bút nghiên lên đường vào chiến trường Quảng Trị, lúc đó vừa mới tròn 19 đôi mươi. Trước khi vào Quảng Trị, ông cũng đã nghe kể về sự ác liệt ở chiến trường này. Nhưng khi vừa vượt sông Thạch Hãn, đặt chân lên mảnh đất thị xã Quảng Trị, cảnh tượng hoang tàn, đổ nát nơi đây khiến ông không thể nào quên. Lúc mà bước chân sang đất thị xã, cái bờ nam của sông Thạch Hãn ấy, lúc đấy là bọn bác lên khỏi bến vượt một cái là vận động vào cổng Tây của thành cổ. Bác có viết trong nhật ký là cổng thành thứ nhất, chứ mình không biết đấy là cổng Tây. Thế và lúc đấy là nó còn lửa cháy, trên đường là cầy nát bởi những vết pháo, vết bom, rồi những cành cây khổng kheo cháy xém bên đường. Bác nghĩ là như một cái cuốn phim ấy, là mình không tưởng tượng được cái mức độ ác liệt của nó. Sau chiến dịch 81 ngày đêm mùa hè đỏ lửa năm 1972, thị xã Quảng Trị từ một tỉnh lỵ sầm uất đã bị san phẳng hoàn toàn, vẫn còn in đậm trong tâm trí ông Lê Quang Thể, người dân ở khu phố 4, phường 3, thị xã Quảng Trị. Khi mà từ Vĩnh Linh mà vượt qua cầu Hiền Lương cho đến Thừa Thiên Huế Metro mới thấy màu xanh. Đi qua Quảng Trị là hầu như không thấy cái màu xanh của những cái cây mà lâu năm mới thấy được là cái sự tàn phá của chiến tranh mà năm 1972 nó đến mức độ như thế nào, Và sau đó thì đến năm 78 thì tôi bắt đầu vào công tác ở đây, công tác ở Triều Hải, thì lúc đó đang còn là cả cái vùng thành cổ này á là chủ yếu là lau lách. Sau đó thì bắt đầu năm 1989 chia tịnh, thì lúc đó thì thành lập thị xã Quảng Trị thì bắt đầu thì có cái sự chuyển biến và đổi mới. Hành trình 50 năm sau ngày giải phóng và 33 năm ngày lập lại thị xã Quảng Trị, mảnh đất từng bị bom cày đạn sới này đã thay ra đổi thịt từng ngày. Các cụm công nghiệp và khu đô thị mới được hình thành, tạo diện mạo mới để phấn đấu trở thành đô thị động lực phía Nam tỉnh Quảng Trị. Sau 50 năm thị xã Quảng Trị giải phóng, kế thừa thành quả quan trọng dưới mái nhà chung huyện Triều Hải, Đảng bộ, chính quyền và dân thị xã đã nỗ lực kiến thiết quê hương giữa những chồng chất khó khăn và đã đạt thành tựu to lớn toàn diện trên các lĩnh vực về kinh tế phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thương mại dịch vụ du lịch chiếm tỷ trọng cao và giữ vai trò chủ đạo, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được chú trọng và phát triển, nhiều doanh nghiệp đầu tư dự án quy mô khá, đóng góp ngân sách đáng kể cho địa phương. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2021 tăng 268 lần so với năm 1990. Thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Dù cuộc sống đô thị hóa đang hiện hữu nơi mảnh đất này, nhưng thị xã Quảng Trị vẫn mang đến sự bình yên, hiền hòa đến lạ. Bởi mỗi người dân thị xã luôn nhắc nhở nhau rằng nhẹ bước chân và nói khẽ thôi, thành cổ rộng sao đồng đội tôi nằm chật, mỗi tấc đất là một mảnh đời có thật, cho tôi hôm nay đến nghẹn lòng. Những địa danh chứng tích lịch sử của một thời hào hùng như thành cổ Quảng Trị, sông Thạch Hãn, trường Bồ Đề, nghĩa Trũng Đàn là minh chứng của mạch nguồn cách mạng để Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thị xã Quảng Trị luôn đoàn kết, kế thừa, phát huy những thành quả của cha ông ta đã dựng xây, quyết tâm xây dựng thị xã Quảng Trị ngày càng giàu đẹp hơn.